Laptop gaming của nhà Xiaomi những năm vừa qua thì mình ra là không quá nổi bật, hay là kể cả ở với thị trường nước họ luôn nhé, thì người ta vẫn ưu tiên nào là Lenovo, Acer hay là Asus nhiều hơn. Vậy thì đến năm nay, Xiaomi đã có thể làm tốt hơn hay chưa thì chúng ta cùng đi tìm hiểu vào một sản phẩm của họ đi. Đó sẽ là Redmi G Pro 2024, một sản phẩm laptop gaming theo như mình hóng hớt được ấy, thì nó sẽ cùng phân khúc giá với cả Lenovo Legion Pro 5. Vậy thì không nhờ chờ gì nữa, chào mấy anh em đã quay trở lại với Laptop AZ và mình là Khải. Nếu anh em đang tìm kiếm những cái sản phẩm laptop gaming mới của năm 2024 ấy, thì anh em hoàn toàn có thể là tham khảo tại Laptop AZ nhé, của mình đang có mức giá rất rất tốt luôn. Đầu tiên, đi về thông số cấu hình và mức giá bán, thì Redmi G Pro 2024 sẽ được trang bị là CPU Core i9 14900HX 24x32 luồng, card đoạn rời sẽ là RTX 4060 8GB RAM 140W điện, 16GB DDR5 bớt 5600, ổ cứng 1TB PCIe Gen 4 này, màn hình 16 inch, độ phân giải 2K, 240Hz, 100% sRGB, độ sáng 500 nit. Về cân nặng sẽ là 2,68kg và thỏa pin 80Wh. Mức giá bán cho cái combo cấu hình này sẽ là từ 9.000 nhân dân tệ, quy đổi ra tiền Việt Nam là khoảng 30 triệu đồng. Và nếu mà nhập về Việt Nam đi thì nó sẽ là khoảng, mình nghĩ là nó sẽ đô lên khoảng tầm 34-35, thì nó vẫn sẽ rẻ hơn so với cả Legion Pro 5. Sơ qua về mọi điểm thì mình nghĩ rằng nó có thể nói là y hệt so với cả con Legion Pro 5 rồi, kể cả về CPU, cả đồ họa, RAM ổ cứng hay kể cả với phần màn hình đi, thì tất cả những thông số của nó là y hệt luôn. Vậy thì thực tế nó có ngon hơn được với Legion Pro 5 hay không? Chúng ta cũng bắt đầu tìm hiểu ngay với phần thiết kế đi xem nào. Thì phiên bản năm nay mình thấy rằng nó làm hơi cục và thô ở ngay ở phần khe gió tản nhiệt hay phần các cạnh viền nhá. Nó trông như kiểu máy chạm luôn ý. Phần bản lề thì thiết kế kép này là tương đối cũ rồi. Nó đã xuất hiện từ những sản phẩm như kiểu là Acer Nitro hay là MSI từ năm 2018, 2019. Phần logo thì đã được thay đổi đi so với cả năm 2022 rồi, khi mà phiên bản cũ thì sẽ chỉ có logo mạ kim loại bóng bình thường thôi. Nhưng mà với phiên bản mới này, thậm chí là chúng ta sẽ có đèn LED luôn. Phần đèn logo này làm tương đối sáng này, và chúng ta có thể điều chỉnh được ở trong phần app hãng của họ. Và tới phần bên trong đi thì sẽ có thêm LED nữa ở phần mặt C, ở ngay phía trên mặt bàn phím luôn, gồm hai giải ở hai bên, lệch về bên trái và bên phải này, làm khá là bé và mỏng thôi. Nhưng mà trọng ở giữa này sẽ có một cái dòng chữ là Power Your Creativity, nghĩa là chiếc máy này có thể gia tăng được cái sức mạnh cho những tác bộ sáng tạo của bạn. Nhưng mà sự thật nó có như vậy hay không thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong phần hiệu năng sau nha. Rồi, phần tiếp theo sẽ là về màn hình của Redmi G Pro 2024. Chúng ta sẽ có một kích thước là 16 inch, độ phân giải là 2K cộng, tần số quét là 240Hz và tấm nền là IPS. Về độ bao phủ màu thì ở đây chỉ có là sRGB thôi, chính xác là 95,9%, và delta E sẽ là 2.97, độ sáng là 491 nit. Thì đây là những cái thông số mình thấy rằng là nó gần như y hệt hoàn toàn so với cả Legion Pro 5 luôn, kể cả là về kích thước, về tần số quét hay là về độ bao phủ màu, độ sáng cũng như vậy. Trải nghiệm thực tế thì theo như cái nguồn video mình tìm hiểu được ở đây thì họ nói rằng là đây là một cái màn hình rất tốt và anh em hoàn toàn có thể làm việc với những tác bộ như kiểu là chỉnh sửa hình ảnh, làm đồ họa hay là làm màu sắc chuyên sâu đi, hoàn toàn là ok. Cùng sang với phần cổng kết nối thì chiếc Redmi G Pro 2024 này cũng làm giống với cả Legion Pro 5, đó là đặt rất nhiều cổng ra phần đằng sau. Với đằng sau gáy này sẽ có là cổng mạng LAN, hai cổng A, một cổng HDMI, một cổng Mini DisplayPort, đây là một điểm cộng này, một cổng Type-C và một cổng sạc. Phía bên cạnh phải thì sẽ là một khe thẻ SD và thêm một cổng A nữa. Còn phía bên cạnh trái thì sẽ là một cổng A và một jack tai nghe 3.5. Thì mình thấy rằng đây là một cái số lượng cổng kết nối cực kỳ thực dụng. Nó sẽ không quá là hiện đại như cái sản phẩm ở thời điểm bây giờ nhé, là họ sẽ ưu tiên nhiều cổng C đúng không? Nhưng mà chiếc Redmi G Pro này sẽ có là tới 4 cổng A, nhưng mà chỉ là trang bị một cổng C thôi. Nó sẽ đánh mạnh vào những cái sự thực dụng dành cho người dùng. Nghĩa là kiểu ví dụ bản thân mình đi, thì mình là một người chuyên sử dụng cổng A thôi, cổng C mình dùng rất là ít. Đấy, cổng A mình dùng cho việc là bàn phím này, chuột này, tay cầm này, rồi là sao lưu dữ liệu qua USB này. Đó, thì 4 cổng A là rất thừa thãi. Rồi thêm được cả cổng Mini DisplayPort nữa để hỗ trợ anh em là cắm ra màn hình rời. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Nhưng để đánh đổi cho việc là cổng kết nối rất dư giả thì độ di động của chúng ta sẽ không được quá tốt đâu. Về độ mỏng thì sẽ là từ 2,4 cho tới 2,8 cm, còn cân nặng thì sẽ là 2.68 kg. Theo như báo cáo của nhà Xiaomi ấy, thì đây đã là một cái độ di động được tối ưu hơn so với cả phiên bản của năm 2022. Nhưng mà mình thấy rằng là với 2,8 cm rồi 2,7 kg cộng thêm cục sạc hơn 1 cân 1 nữa thì rõ ràng là chúng ta sẽ tương đương là khó khăn cho việc là mang đi mang lại hàng ngày đấy. Đi vào trong phần thân máy thì chúng ta sẽ có là một cái phần tản nhiệt buồng hơi, vapor chamber. Kích thước của quạt cũng sẽ được làm lớn hơn so với cả phiên bản cũ.
Và nếu xét ở thị trường Trung Quốc đi, kể cả với tầm giá là dưới 10.000 nhân dân tệ, tức là dưới 35 triệu đồng ấy, thì việc có một cái bộ tản nhiệt buồng hơi là rất rất hiếm. Hiệu quả tản nhiệt của Redmi G Pro tốt thật. Thông qua là bài stress test đi, thì Vapor Chamber đã giúp cho chiếc máy của chúng ta có thể đạt con số là tầm chỉ là hơn 90 độ C với mức điện là 140W ở CPU i9 14900HX mà thôi. Đây là mức nhiệt độ mình thấy rằng là hoàn toàn có thể chấp nhận được ở một chiếc máy 16 inch và nặng 2,7kg. Với GPU thậm chí còn mát hơn nữa cơ. Khi mà RTX 4060 đạt mức 140W ấy, thì nó sẽ chỉ vào con số là hơn 70 độ C mà thôi. Khả năng nâng cấp thì sao nhỉ? Chúng ta sẽ có ở đây là hai khe RAM và đã lắp sẵn luôn là mỗi khe một thanh 8GB DDR5. Sẽ có thêm là hai khe SSD và chúng ta có sẵn luôn là 1T rồi này. Cáo Wi-Fi thì sẽ là Intel i210. Về thỏi pin là 80Wh. Khi cái nguồn video này họ test với cả bài test là PC Mark 10 thì nó cho ra con số là 6 tiếng 9 phút. Thời lượng 6 tiếng như vậy thực ra nó là theo cái bài test của họ thôi, là họ giảm độ sáng xuống và họ làm những cái tác vụ rất là nhẹ, có thể coi như là gần như là treo màn hình luôn. Vậy nên là nếu mà thực tế đi cùng với cả một cái cấu như vậy trên chiếc Legion Pro 5 mình đã test rồi thì nó sẽ chỉ vào được khoảng tầm là từ 3 tiếng thôi. Đó, 3 tiếng đến 3 tiếng rưỡi. Phần app hãng của họ thì sẽ mang tên là Xiaomi G Command Center. Với bản thân của mình thì thấy rằng nó không quá là đẹp. Phần màu sắc cùng với cả các icon của họ thì làm nó hơi bị hiền và kiểu bị hoạt hình ấy. Phần bố cục cũng không được chia ra quá đều khi mà cái phần đoạn ở dưới là họ bỏ trống rất là nhiều luôn. Còn đâu là những cái điểm chính thì sẽ để ở bên trên. Điểm cộng thì chắc là phần thông tin hiện khá là đầy đủ và chính xác, cũng như là việc mà với một người dùng mới thì mình nghĩ rằng cũng sẽ tương đối là dễ để thao tác. Cuối cùng là về hiệu năng của chiếc Redmi G Pro. Với những bài test ở 3D Max như là TimeSpy, Firestar Extreme hay là Super Position 1080p thì RTX 4060 140W có thể cho ra con số là từ 10.000 điểm đổ lên. Còn với cả là Super Position sẽ là 6.147 điểm. So sánh với cả RTX 4070 thì đương nhiên là nó sẽ có một cái kết quả thấp hơn rồi. Nhưng khi mà test vào thực tế game ấy thì mình thấy rằng là chiếc máy của chúng ta cho ra những con số cũng không quá là tệ đâu. Đây, với rất nhiều tựa game ở đây mà họ đã test, mình có dịch được một vài tựa game, ví dụ như là cái cột đầu tiên là Forza Horizon 5 này, rồi là sau đấy có cả Dying Light 2, rồi là Cyberpunk 2017 đi. Thì kết quả khi mà test với cả độ vân giải 2K và Ultra Setting thì nó sẽ trung bình là từ khoảng 50 cho tới 70 FPS. Cái điểm là mình chú ý là với tựa game Cyberpunk 2017 thì nó sẽ cho ra con số là từ hơn 40 FPS mà thôi. Nói bảo là tệ thì không, nhưng mà làm mình ấn tượng hay chưa thì vẫn chưa anh em ạ. Cùng với một cấu hình là i9-14900HX và 4060 nhá, ở trên chiếc Pro 5 2024 ấy, mà bọn mình đã làm video review rồi ấy, thì nó cho ra con số và kết quả tốt hơn rất là nhiều, kể cả với Cyberpunk, Forza hay là với Dying Light 2. Thì nếu mà anh em muốn tìm kiếm cho mình những cái sản phẩm laptop gaming thuần hiệu năng hơn thì rõ ràng là mình nghĩ rằng chúng ta vẫn sẽ ưu tiên những cái sản phẩm mà có thương hiệu sẵn rồi, như là Lenovo, Laptop AZ chẳng hạn, hay là Acer hay là Asus thì hơn. Còn với cái sản phẩm laptop gaming đến từ nhà Xiaomi ấy, thì theo như mình biết nó sẽ có cái sự tối ưu và liên kết một cách chặt chẽ và rõ ràng hơn với những sản phẩm điện thoại hay là những cái sản phẩm đồ kiểu điện tử khác đến từ nhà Xiaomi. Đó thì chắc là kiểu một cái hệ sinh thái chung thôi, chứ còn về độ thực dụng thì nó sẽ không được quá cao đâu. Và đó là những cái thông tin mình đã tổng hợp được về chiếc Xiaomi Redmi G Pro 2024, một sản phẩm laptop gaming đến từ nhà Xiaomi của Trung Quốc và có cái phân khúc giá là ngang với cả Lenovo Legion Pro 5 nhé. Đó thì đấy, tất cả những gì mình nhận xét rồi là đánh giá những thông tin của mình thì mình đã đưa ra cho anh em rồi. Còn nếu mà muốn đánh giá thêm, comment hay là bất kỳ một ý kiến gì đó thì anh em hoàn toàn có thể là xuống bên dưới nha. Còn giờ thì cảm ơn anh em vì đã xem tới tận đây. Hãy nhớ like, share và subscribe kênh YouTube của Lato AZ. Cảm ơn anh em. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Khải. Bye bye.